Nguyên tắc số 2 trong việc phối trộn hai kháng sinh bột thì các bạn cần phải dựa vào hai cái từ khóa cực kỳ quan trọng cái thứ nhất ấy, là trên vật nuôi của chúng ta nó có mầm bệnh liên quan đến hệ hô hấp Được rồi, các bạn nhớ đó. hệ hô hấp cái thứ hai là mầm bệnh trên đàn vật nuôi của chúng ta nó liên quan đến hệ tiêu hóa hệ tiêu hóa Được hệ hô hấp và hệ tiêu hóa Vậy thì khi chúng ta sử dụng kháng sinh trộn để chúng ta phòng này khi chúng ta trộn kháng sinh để phòng hoặc trị chúng ta nhớ cho tôi phòng hoặc trị chúng ta phải trộn thuốc theo một cái nguyên tắc số 2 người ta gọi là nguyên tắc hệ hô hấp và hệ tiêu hóa hay nói cách khác nếu mà tôi nói về một từ ngữ dân dã mà trải nghiệm người ta gọi là bao vây được kìa chúng ta sẽ chữa bao vây tại vì không bao giờ trên vật nuôi của chúng ta nó chỉ bị một bệnh cố định nó sẽ ghép ví dụ như là ho thì nó lại kèm theo tiêu chảy à, con lợn nó ho khan nó phụt phân ra thì nó gọi là ho phụ từ tiêu chảy vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái nguyên tắc phối hợp kháng sinh hệ hô hấp mình lại hệ hô hấp thì sai tí nhá xóa đi cái đúng không hệ hô hấp này khi chúng ta sử dụng kháng sinh này, hệ hô hấp đúng không ạ hệ hô hấp cộng với hệ tiêu hóa nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phác đồ theo một cái nguyên tắc số 2. Tôi gọi là nguyên tắc thứ hai, phối hợp kháng sinh để điều trị hệ hô hấp hệ tiêu hóa. Vậy thì bây giờ ở trên con lợn, con gà nó chỉ có hai hệ thôi, hệ hô hấp với hệ tiêu hóa. Vậy bây giờ mình trộn kháng sinh, mình phòng hoặc mình điều trị cả hai cái hệ này rồi thì làm gì có chuyện xảy đâu. Không? không có chuyện xảy ở đây cả, nó sẽ hiệu quả gần như tuyệt đối. Vậy thì khi chúng tôi kết hợp kháng sinh hệ hô hấp và hệ tiêu hóa thì công thức là như thế nào tôi ví dụ như là các bạn ví dụ các bạn một cái ví dụ ở bên công ty thu tí xúc nó có một cái thuốc của nó là đặc trị nhá Đó, tên nó là đặc trị hô hấp phức hợp đặc trị hô hấp đặc trị hô hấp phức hợp thế thì cái thuốc này Tôi phối trộn như thế nào để tạo ra một cái công thức đỉnh cao này khiến cho trại lào lui dùng cũng nghiện luôn. Trong cái đặc trị hô hấp hợp này, tôi sử dụng một cái từ, một cái thành phần. Thứ nhất, ấy, nó là Tinoxin 20%. Thì các bạn biết Tinoxin 20% nó thuộc nhóm Macrolid. Nó có tác dụng với vi khuẩn gram dương ở trên đường hô hấp trên đúng không? Vậy thì Tinoxin 20% nó phòng và điều trị được Hô hấp đúng không? Hệ hô hấp nhé. Rồi. Tiếp tục này. Trong cái thành phần đặc trị hô hấp phức hợp này. Nó có thành phần số 2 là sunfa. Sunfa. Đó. Là 10%. Thì các bạn biết rằng sunfa 10% nó thuộc nhóm vi khuẩn. Đây là cái này là thuộc gram dương đúng không Cái này thuộc gram âm. Và nó thuộc hệ hô hấp. Còn lại sunfa thì nó trị về hệ tiêu hóa đúng không ạ? Hệ tiêu hóa. Vậy thì rõ ràng rằng cái đặc trị ô phức hợp này tôi đang kết hợp giữa Tinosin 20% và Sulfa là nó phòng hô hấp và tiêu hóa hai cái bệnh này tổng hợp với nhau. Tạo ra một cái thuốc phối hợp cực kỳ mạnh không? thuốc cực mạnh. Các bạn nhớ từ cực mạnh. Nhưng mà ở trong cái đặc trị ô phức hợp này, tôi không dừng lại ở việc chỉ cho Sulfa 10% và Tinosin, tôi lại cho thêm một cái chất thứ ba một cái chất thứ ba tên của nó là colitin ba phần trăm colitin ba phần trăm nó tương ứng nguyên khoảng mấy tỷ ui đấy nó ở phòng hệ tiêu hóa nếu mà giả sử các bạn sử dụng cái phác đồ ấy mà nó chỉ có hai cái thuốc này kết hợp với nhau này thì thực chất hai cái thuốc này nếu mà ở cái bệnh liên quan đến xuyên hoặc viêm hồi tràng đúng không xuyên hoặc viêm hồi tràng nó rất là mạnh tuy nhiên ấy, ở trên vật nuôi ấy là con lợn, con gà nó bị cả bệnh E.coli nữa. Mà hiện tại bây giờ E.coli chỉ có colistin nó mới mạnh thôi, đúng không? Còn lại sulfa nó không mạnh, tinoxin nó không mạnh. Colistin này nó thuộc gram âm này. đấy Vậy thì ở đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba kháng sinh đó là hệ hô hấp và hệ tiêu hóa nó tạo ra một cái phát đồ điều trị bị vữa đuôi Vậy thì sau này các bạn đừng có hỏi tôi rằng là dùng kháng sinh nào để phòng bệnh hoặc để chữa bệnh. Đúng không? Chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc này trước khi chúng ta đặt câu hỏi đấy